Hello, chào anh, chào em, chào anh sữa chua. Hả? Chào đang bán sữa chua không anh? Không có, đâu có bán sữa chua đâu. Vậy hả, giai đồ mình bán sữa chua vậy? Đâu có. Là bánh bánh bông lan đúng không? À, bánh bánh bông lan. Ủa, chào Sang. À, chào anh. Sang này khỏe không? Dạ, em khỏe. Công việc của Sang như thế nào? Công việc em rất là tốt ạ. Ừ. Dạ. À, sắp tới cái bài hit, bài hot gì không Sang? Bài hit bài hot thì không biết, đó là do khán giả thôi. Nhưng mà sắp tới hy vọng là sẽ được đón tiếp anh Lê Dương Bảo Lâm ở trong những cái cửa hàng. Đã một sưu tập mới. Đã một sưu tập mới của em được không ạ? À? Ủa là dạ, đây là đại đầu của em hả? Đó. Hay quá, chỗ này cái gu của tôi đó nha. Gu mà lụa lụa rồi đó. Lụa lụa tung bay gì đó hả? Lụa nơ rồi đó, vô tung bay rồi đó. Sợ quá. Ok, cảm ơn Sang. Anh Cường ơi. Ơi. À, sắp tới anh có dự định gì về âm nhạc của mình hay không? À, âm nhạc thì cũng mới có một cái bài mới. Oh. Sắp tới thì đang tính dự định là cũng sẽ là thực hiện cái MV cho bài hát này. À, thực hiện MV, tại sao lại chạy vậy? MV mà chạy. Tại mình phải chạy cho kịp tiến độ. À, kịp tiến độ. Hát câu tặng em được không? À, em muốn hát gì? Bài dạ, mới. Bài mới thôi. Thôi bài câu. Mới chưa hát chưa được. Chưa lại thuộc. Là dấu. Chưa thuộc. Chưa thuộc. Chưa thuộc. Hả? Cái gì mà cố gắng chạy cho kịp tiến độ mà chưa thuộc? Chưa thuộc. Hay ho, cảm ơn em. Và đồng hành cùng anh Cường cũng như là Sang ngày hôm nay là một đầu bếp rất là trẻ trung cũng như rất là nhiều kinh nghiệm nấu ăn. Wow. Đó chính là anh Nguyễn Minh Nhanh. Xin mời đầu bếp ạ. À, chào chương trình và khán giả đấu trường ẩm thực. Chào anh Bảo Lâm. Yeah. Chào anh Sang. Chào anh Cường. Hiện tại Nhanh đang làm giảng viên ẩm thực và với kinh nghiệm là 10 năm. Wow. 10 năm luôn hả? Dạ đúng anh. Sao nhìn chút xíu vậy? Chút xíu vậy? Tưởng mười mấy tuổi không á? Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, dạ năm nay em vừa tròn 30. Ba. Wow. Vậy hai đứa mình bằng tuổi, trời mặt hai đứa bằng tuổi. Sao mà trẻ quá vậy? Sao mà thiệt. Trẻ à? Nhìn mười mấy chưa đó, chưa đến 20 nữa. 30 tuổi rồi. Dạ. Có gia đình chưa anh hả? Thật ra thì em đã có gia đình rồi. Dạ. 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 Trò chơi. Im lặng được không ạ? Im lặng được không ạ? Hả? Im lặng cho em nói đang vui. Vui cái gì? Nó giống như là chơi với con vậy đó. Chơi với con. Bé hỏng bập bên nữa. Okay, dạ, trò chơi chúng ta được mang tên là bé bỏng bập bên. Bé bỏng. Búng bé bỏng bập bên. Ví dụ như bây giờ, đây anh đầu bếp sẽ qua bên đó cầm cái rổ này và mỗi lần anh sẽ thải một trái vô. Ai là người chơi đầu tiên thì nhiệm vụ cầm cái rổ không này hứng hứng hứng. Nhưng đối thủ còn lại là ngăn cản không cho bạn hứng dễ dàng. Anh phải bập liên tục rồi, để cho bạn rối loạn tiền đình mà không chụp được những trái banh. Rồi. À, bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy bây giờ là Sang là người chơi đầu tiên ha. Em chơi đầu tiên. Đúng rồi. Vậy bây giờ xin mời đầu bếp ra ngoài sau anh Nam Cường ạ. À. Cẩn thận gian nha. Anh nhém vào rồi rồi em đúng nha. Rồi. Cường nó tập luôn lắm á. Coi như gian luôn người ra ngoài. Rồi bây giờ tất cả đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng sẵn chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Và trò chơi bé bổng bập bên xin phép được bắt đầu. Hey. Màu vàng. Đồ gì ra? Chơi mạnh lên nha, không có vừa mạnh. Dính luôn rồi. Wow. Hay quá. Tôi không tin đây là người đàn ông có gia đình rồi đó. Đó. Hết giờ. Hết được chơi của Sang rồi. Rồi, bây giờ sẽ đếm những trái banh ở bên Sang để coi được bao nhiêu cái nha. 2 18 18 quả banh. Rồi bây giờ chúng ta đổi vị trí ạ. Nhẹ thôi nha Sang. Hết giờ, hết giờ. Dạ. 2 18 20 22 24. Phần thắng thuộc về anh Nam Cường. Xin chúc mừng anh. Anh Nam Cường ơi, anh là người chiến thắng. Vậy bây giờ anh sẽ là người chọn món ăn đầu tiên ạ. Sao thích ăn món gì? Sao thì thích ăn tôm hơn. Ăn tôm hả? Giờ Cường làm tôm. Hả? Vậy bây giờ sẽ là phần thi của anh Nam Cường. 30 phút của anh Nam Cường bắt đầu. Đấu trường ẩm thực. Hai nghệ sĩ đẹp trai Nam Cường và Minh Sang sẽ thực hiện món ăn của đầu bếp Minh Nhanh. Ai sẽ là người đạt đến đỉnh vinh quang? Anh Cường ơi. À, sắp tới anh có dự định gì về âm nhạc của mình hay không? Cũng mới có một cái bài mới. Dự định là cũng sẽ là thực hiện cái MV cho bài hát này. Wow. MV tại sao lại chạy vậy em? Chạy cho kịp tiến độ. À, hát câu tặng em được không? Chưa thuộc. Chưa thuộc. Chưa thuộc. Đấu trường ẩm thực được phát sóng vào lúc 19:15 tối Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021 trên kênh VTV9.